kiếp trước, Lâm Mẫn bị cha mẹ nuôi bức bách thay mùi xuất giá, không cam lòng cứ như vậy gả cho một cái tàn phế nàng, xin giúp đỡ thanh mai trúc mã đối tượng mang nàng đào hôn, cũng không muốn bị hắn bán đứng, Lâm vào càng lớn nguy cơ. Lại mở mắt, lại sống lại ở tân hôn ngày thứ hai, lúc này đây, nàng không có đào hôn, bằng vào một thân nghịch thiên y thuật, chữa khỏi cái kia kiếp trước chẳng những không so đo nàng vứt bỏ hắn, còn một mực yên lặng bảo vệ ở phía sau nàng nam nhân chân tật. Vợ chồng đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, những người đó nợ nàng nhân sinh, đời này, nàng muốn toàn bộ đòi lại. Chương 1 Trùng sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Tân hôn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Ta không đồng ý cửa hôn sự này bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Hai con dâu không thấy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Người ta không có vợ chồng chi thực Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Thủ hoạt quả Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Cùng nhân tình bỏ trốn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Về sau để tẩu tử tới chiếu cố ngươi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Đi lâm gia muốn người bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Đối chất Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.